Hoài vọng, câu hỏi của Diệu Tâm. Hỏi: Kính bạch Thầy, việc này con cũng như Thầy hoài vọng vào Thầy Minh Tông, Mật Hạnh và Thiện Thuận vì đã vào được Tam Thiền. Nhưng nay nghe ra quý Thầy đã là số không, vậy chờ ai nữa cho mau hỡi Thầy? Con lo quá, không lẽ Thầy dạy cách hành rõ như vậy mà thời này không còn ai tu chứng để cùng Thầy tạo chỗ đứng cho chánh pháp càng sâu rộng ra sao? Mỗi lần nhìn thấy một bậc gọi là tỳ kheo, hòa thượng mà cung cách sống không hạnh, không đức, con cảm thấy xót xa, vì nghĩ rằng những người và vô số người theo họ, kính phục họ phải bất hạnh biết dường nào. Cũng như con từ khi quy y Tam Bảo, trải qua 20 năm, con cũng đã lầm đường lạc nẻo, lang thang từ vị thầy này đến vị thầy kia, những tưởng là chánh pháp đây rồi, dừng chân được rồi. Nhưng sau đó học, đọc những bài pháp, những kinh, không phải cái gì sâu thẳm, nhiệm màu mà con tìm. Con luôn nghĩ còn có cái pháp nào đó sẽ chỉ cho con thấu suốt và làm chủ được cái tâm, chứ không phải nói chung chung và lập luận triết lý, nghe nhức cả đầu, mà không có mùi vị giải thoát gì cả của những và vô số bài thuyết pháp mà con đã nghe. Đáp: Từ ngày mở tu viện để tiếp độ người tu hành cho đến nay, nhìn lại chưa có người nào làm chủ sanh tử, chấm dứt luân hồi. Đó là một nỗi tư duy khắc khoải trong lòng của Thầy. Phật giáo ra đời chỉ sống có 100 năm, và sau đó, chúng tỳ kheo chạy theo dục lạc danh lợi, sanh ra kiến chấp, rồi phân hóa giáo đoàn thành nhiều bộ phái. Lợi dụng điều này, Bà La Môn giáo biến Phật giáo chân chánh thành tà giáo ngoại đạo. Thầy là người chịu khổ đau nhất trong cuộc đời tu hành của mình, là nạn nhân của các tà giáo ngoại đạo này. Nỗi lòng khắc khoải của Thầy từ khi tu hành xong, cố hết mình tìm mọi cách để đào tạo những người tu hành được như Thầy, ngõ hầu thắp sáng lại Phật giáo, khiến cho người người đều được lợi ích trong cuộc sống trên hành tinh này. Khi đọc bức thư của con, Thầy cảm thông được nỗi lo lắng ưu tư của con, như chia sẻ nỗi lòng của Thầy. Nếu Phật giáo không được chấn hưng trở lại, thì những người buôn Phật bán Pháp có cơ hội phát triển, và nhiều thủ đoạn lừa đảo lường gạt tín đồ Phật giáo. Trong khi tín đồ Phật giáo làm sao biết được đâu là chánh Pháp và đâu là tà Pháp? Nếu Phật giáo chấn hưng được, thì người ta phân biệt Phật giáo và ngoại đạo rất dễ dàng. 1. Phật giáo, đời sống ly dục, ly ác pháp. 2. Ngoại đạo, đời sống không ly dục, ly ác pháp. Cho nên, kinh sách phát triển, triển khai phi giới luật nên dễ phát triển theo sự sống trong dục lạc, nên tu sĩ ưa thích hơn. Còn nguyên thủy sống khó phát triển vì theo hướng giới luật, ly dục, ly ác pháp. Minh Tông, Mật Hạnh, Thiện Thuận, vân vân, tuy có công tu tập nhưng đời chưa bỏ hẳn được, chưa đoạn dứt lòng ham muốn, chưa ly dục ly ác pháp trọn vẹn. Vì thế, làm sao nhập sâu vào thiền định và thực hiện tam minh được? Thầy rất tiếc cho họ. Số phận của họ chỉ là những người còn nặng nghiệp nhân quả, chưa chuyển được. Dù muốn cho họ cao hơn, nhưng họ phải tự lực xả bỏ đời thường tình thế gian thì mới tiếp nhận một cuộc sống cao thượng được. Thầy cũng đành chịu thôi. Nhìn số phận nghiệp báo của những người đệ tử của mình mà lòng bồi hồi thương tiếc cho những tâm hồn lạc lõng đang hướng về ngõ cụt của cuộc đời, và xót xa cho loài người trên hành tinh này còn kém phước, nên Phật giáo không có người đủ tài đức đảm đương việc lợi ích. Nhưng dù sao, tuy có chậm, Thầy là người đã thực hiện được chánh pháp của Đức Phật, thì những lời Thầy dạy sẽ có những bậc vĩ đại tiếp nối. Nhưng tuyên bố trước là đem tai hại cho những người này, vì tà giáo quá lớn
nó sẽ diệt mất những mầm non của Phật giáo. Các con, mỗi người khi nhận ra chánh pháp của Đức Phật, thì các con hãy ráng mà cứu mình, hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Không ai đi thế con đường ấy cho các con được. Chánh pháp là như thế, hãy tin vào mình mà đừng tin vào người khác. Hãy thắp đuốc lên mà đi cho mình và chính mình làm sáng tỏ lại Phật giáo. Đừng hy vọng vào người khác, mà hãy hy vọng vào chính mình, các con ạ. À.